ngay tinh trình bảo khang. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng. Một dạ này đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời kiếp đến tận cùng đời vị lại La Nhân cho đến ngày cho con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị La Nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp. Con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy mở mang mọi nghiệp chứng cùng hết thảy tất cả sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chứng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bốn tâm thanh tịnh, rốt ráo đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, tử thành bạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con nay tên Trịnh Bảo Khang. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng. Một dạ này đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị La Nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị La Nhẫn ngày con thành Phật đời đời kiếp. Con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn chắc khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chứng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chứng thảy trước thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh từ tử thành đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con nay tên Trịnh Bảo Khang. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng. Một dạ này đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp
đến tận cùng đời vị La Nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị La Nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp. Con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khuyến khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí chứng sâu nặng, nguyện mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành bạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tạng Bồ Tát bổn nguyện tham gia cộng đồng Địa Tạng phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghi, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đạo Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức ma no na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời đức Như Lai an ủi. Đức Như Lai an ủi khai thác bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghi, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sinh can cường như thế, làm cho lòng chúng đó đều phục bỏ tà về chánh. Những trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo tánh ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó hoặc có người căn tánh sáng lạ nghe
pháp của ta thờ liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có thể vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạt vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ư bà di. Những đến hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh. Nhớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa tạng, ông xem ta đã phải trải qua bao số kiếp học, kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh can cường đầy tội khổ khó khai khó như thế. Ngoài ra những kẻ chưa đều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đao lợi ân cần phó trúc đây mà gắn độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm nhà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiết độ chắc diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mỗi khi đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì ông, chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện
Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi, thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trưởng thành Phật đạo. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.